chưa biết ngon, nhưng mà ăn lại lần thứ hai thì chúng ta mới biết ngon. Cũng như pháp thuyết giảng, có đôi khi mới nghe thì chưa thấm, nhưng mà nghe lại thì mới thấm. Vì vậy cho nên ở trong, cũng như ở trong rừng chúng ta vậy, ở Trung Bộ chúng ta cứ, chúng ta đã học một lần rồi nhưng mà chưa thấm, học lần thứ hai thì có lẽ là chúng ta thấm. Nhưng mà lần thứ hai cái thấm của các vị tỳ kheo đi khi nghe tôn giả Nandaka giảng đó, thì lần thứ hai này thì các vị đều đắc chứng đạo quả. Vị thấp nhất, cái vị tỳ kheo đi thấp nhất trong số 500 tỳ kheo đi cũng là bậc Tu Đà Quật. Còn cái lần đầu cũng là bài pháp này, nhưng mà mới nghe thì các vị có sự hoan hỷ, mà các vị không không có chứng cái gì. Đức Phật là ví dụ giống như là người vào những cái đêm rằm, thì họ cũng nghĩ rằng đêm rằm là trăng tròn, nhưng mà vì họ chưa thấy được cái mặt trăng cho nên họ chưa có thỏa mãn. Lần sau, tháng sau, khi mà đến cái ngày trăng tròn họ ra sân họ nhìn thì họ mới thấy được là trăng tròn, mặc dù trước đây họ cũng biết là trăng tròn vậy. Lý do mà các vị tỳ kheo ni mà nghe xong mà mặc dù có sự hoan hỷ lần đầu nhưng mà không có chứng là vì tiền kiếp của các vị đó là những người vợ của tiền thân ngài Nandaka, cho nên khi mà họ lần đầu tiên khi mà họ được tiếp kiến và được nghe giáo giới thì tâm của họ nó bị phân tán, có cái cảm giác nó trạng lại từ quá khứ. Và cũng chính vì lý do này mà tôn giả Nandaka, ngài là vị A-la-hán có tha tâm thông, ngài có thiên, có sanh tử thông, ngài biết rõ vậy cho nên ngài mới từ chối, ngài không có luân phiên để đi giáo giới. Nhưng mà vì lần này Đức Phật ngài kêu, ngài bảo phải đi thì nghe lệnh phải đi. Và trong cái bài kinh này thật ra thì đơn giản dễ hiểu, thú vị. Ngài chỉ đặt ra vấn đề là hỏi các vị tỳ kheo ni đáp, rồi ngài kết luận, ngài hỏi về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu thức vô thường, khổ đau, vô ngã, như vậy thôi. Và bài học này chúng ta sẽ được nghe giảng giải rộng rãi chi tiết cách tu quán vô thường khổ đau vô ngã đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu thức, với ba cái thí dụ mà ngài Nandaka đã đưa lên rất là thú vị, khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Hạnh đọc chánh kinh bài học, sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa Phật Đăng giảng giải về học tập này. Nam mô Bổn Thầy. Nhà sa thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Và con xin phép được đọc chánh kinh bài 146, kinh Giáo Giới Nandaka. Nandako Vadasutta nghe pháp bằng vấn đáp và trùng tuyên, phân đoạn 674 đến 676. Chú thích dẫn nhập. Tựa đề bài kinh này cần được hiểu là những lời dạy từ tôn giả Nandaka, chứ không phải những lời dạy cho tôn giả Nandaka.
Đây là những vị thánh đệ tử Phật được xem là đệ nhất về sự thuyết pháp khai thị cho chư vị tỳ kheo ni. Trong một lần được chư tăng thỉnh cử đi thuyết pháp cho ni chúng, ngài đã từ chối vì quan sát thấy rằng họ chúng tỳ kheo ni đó trong rất nhiều kiếp là những người vợ tiền thân. Đức Thế Tôn hiểu rõ sự việc, đã đích thân yêu cầu tôn giả giáo huấn ni chúng đó. Tôn giả vâng lời Phật và đã giảng pháp bằng hình thức vấn đáp. Tất cả chư tỳ kheo ni nghe pháp xong nhập vào dòng thánh phước. Sau đó, Đức Điệu Ngự là yêu cầu tôn giả Nam Đắc Cá trở lại ni viện giảng dạy lần thứ hai. Sau lần này, đa số ni chúng thành tựu viên mãn đạo quả A-la-hán. Pháp thoại của tôn giả mang nội dung về quán chiếu thực tánh vô thường, khổ, vô ngã và thất giác chi. Phân đoạn 674. Từ chối huấn thị ni chúng vì có lý do riêng. Tôn giả Nam Đắc Cá được chư tăng thỉnh cử đi thuyết pháp định kỳ cho ni chúng, nhưng vì xét thấy có vấn đề tế nhị nên từ chối. Cho đến khi Đức Phật lên tiếng chỉ định thì tôn giả y giáo phụng hành. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm tại tinh xá ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Maha Vachapati Gotami cùng với khoảng 500 tỷ kheo ni đi đến bên Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên Maha Vachapati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho tỷ kheo ni. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho tỳ kheo ni. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Lúc bấy giờ, các thượng tọa, trưởng lão, tỳ kheo thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Nhưng tôn giả Nam Đắc Cá không muốn thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả Ananda và nói: Này Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới tỳ kheo ni? Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nam Đắc Cá thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Bạch Thế Tôn, tôn giả Nam Đắc Cá không muốn thay phiên giáo giới tỳ kheo ni. Rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả Nam Đắc Cá: Này Nam Đắc Cá, hãy giáo giới tỳ kheo ni. Này Nam Đắc Cá, hãy giảng dạy tỳ kheo ni. Này Bà La Môn, hãy thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Nam Đắc Cá ấy vâng đáp Thế Tôn. Vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sawatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Sawatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, không có người thứ hai cùng đi. Đi đến Rajakarama vương tự, các tỳ kheo ni ấy thấy tôn giả Nam Đắc Cá từ xa đi đến. Sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và sắp đặt nước rửa chân. Phân đoạn 6-7-5. Đôi khi cách nói quan trọng như những gì được nói. Thay vì giảng dạy bằng một bài pháp dài, tôn giả đã nêu lên những câu hỏi dẫn dụ để thính chúng trả lời, và từ đó chánh pháp được thắp sáng. Kinh văn: Tôn giả Nam Đắc Cá ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân. Các tỳ kheo ni ấy sau khi đảnh lễ tôn giả Nam Đắc Cá liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Nam Đắc Cá nói với các tỳ kheo ni đang ngồi một bên: Các hiền tỷ sẽ có cuộc luận giải bằng cách vấn đáp. Ở đây những ai biết trả lời không tôi biết, những ai không biết hãy trả lời tôi không biết. Nếu có ai nghi ngờ hay nghi hoặc ở đây, ta cần được hỏi như sau: Thưa tôn giả, sự việc này là thế nào? Ý nghĩa việc này là gì? Thưa tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hỷ và thỏa mãn với tôn giả Nam Đắc Cá, vì rằng tôn giả đã mời chúng con dự phần đối thoại. Nhận thức vô thường, khổ, vô ngã qua sự quan sát sáu giác quan. Các hiền tỷ nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường? Là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ.
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi xem cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không vậy, tôn giả. Các hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô thường? Mũi là thường hay vô thường? Lưỡi là thường hay vô thường? Thân là thường hay vô thường? Ý là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy tôn giả, vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng sáu nội xứ này là vô thường. Lành thay các hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Chư hiền tỷ, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy tôn giả. Chư hiền tỷ, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng là thường hay vô thường? Hương là thường hay vô thường? Vị là thường hay vô thường? Xúc là thường hay vô thường? Pháp là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy tôn giả, vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng sáu ngoại xứ này là vô thường. Lành thay các hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Chư hiền tỷ, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy tôn giả. Này các hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Tỷ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Thân thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Ý thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy tôn giả, vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng thức thân này là vô thường. Bởi vì pháp hữu vi cấu thành do nhiều nhân duyên. Bởi vì pháp hữu vi cấu thành do nhiều nhân, nhiều duyên, nên vô thường và vô ngã luôn đi chung. Lành thay chư hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như chư hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hoại, bất là vô thường, chịu sự biến hoại, ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại, ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư hiền tỷ, nếu có ai nói rằng ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hoại, bất là vô thường, chịu sự biến hoại, ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại, nhưng ánh sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Chư hiền tỷ, nói như vậy là có nói chân chánh không? Thưa không vậy, tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả, sự ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường,
chịu sự biến hoại cũng là vô thường, chịu sự biến hoại ngọn lửa cũng là vô thường, chịu sự biến hoại còn nói gì đến ánh sáng cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Cảm thọ tùy thuộc vào căn cảnh thức nên cảm thọ cũng vô thường, khổ vô ngã. Như vậy là phải. Này các hiền tỷ, nếu có ai nói như sau, sáu ngoại xứ này là vô thường và do duyên sáu ngoại xứ này tôi có cảm thọ lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? Thưa không. Thưa tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả, do duyên cái này cảm thọ như thế này khởi lên, do diệt các duyên như thế này các cảm thọ như thế này cũng biến diệt. Lành thay các hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như này các hiền tỷ, có cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau, có cây lớn đứng thẳng, có lõi cây này, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả, cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây này, có rễ vô thường, chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, còn nói gì đến bóng mát cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Một khi đã thấy rõ sự tập hợp của các thành tố thì không có thể thì không thảo giác về một bản ngã hằng hữu. Như vậy là phải. Này chư hiền tỷ, nếu có ai nói như sau, sáu nội xứ này là vô thường và do duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả, do duyên cái này, cảm thọ như thế này khởi lên, do diệt các duyên như thế này, các cảm thọ như thế này, cũng như thế này cũng biến diệt. Lành thay chư hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như này các hiền tỷ, một người đồ tể giết bò thiện xảo hay người đệ tử, sau khi giết con bò, cắt con bò với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò, mà không hư hại phần thịt ở trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong, sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt, và sau khi lột da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy, rồi nói, con bò này đã được dính liền với da này như trước. Này các hiền tỷ, nói như vậy, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả, vì sao vậy? Dầu cho thưa tôn giả, người đồ tể giết bò thiện xảo ấy hay người đệ tử sau khi giết con bò, vân vân, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy, lại có thể nói như sau, con bò này đã được dính liền với da này như trước, con bò này đã bị lột ra khỏi da ấy. Ta làm ví dụ này, này các hiền tỷ, là để nêu rõ ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa này như sau, chư hiền tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Chư hiền tỷ, da ở ngoài là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Chư hiền tỷ,
dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư hiền tỷ, con dao đồ tể giết bò sắc bén là đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Với thánh trí tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nỗi phiền não, nỗi kiếp sử, nỗi triền phược. Chư hiền có bảy giác chi, do tu tập làm cho sung mãn bảy giác chi này, vị tỷ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với thượng trí, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy? Ở đây này, chư hiền tỷ, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chư hiền tỷ, bảy giác chi này do tu tập làm cho sung mãn, tỷ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Nam Đắc Cá, sau khi giáo giới các tỳ kheo ni ấy với lời giáo giới, liền cho giải tán. Chư hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. Phân đoạn 676. Trong sự thực tu, thực chứng, sự lặp lại những điều đã hướng dẫn thường rất cần thiết. Bậc đạo sư đã làm một việc ít khi làm, đó là yêu cầu tôn giả Nam Đắc Cá trở lại huấn thị cho chư tỳ kheo ni với pháp thoại giống như đã thuyết. Trong bản dịch thiếu điểm nhấn này, vì Đức Phật đã yêu cầu nói lại bài pháp giống y hệt như đã giảng. Tê na hi toan nam đa cá, sve pita vikhu ni yo, tê no wadwa de na, o wadaya si tí. Kinh văn. Rồi các tỳ kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Nam Đắc Cá dài, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Nam Đắc Cá, thân phía hữu hướng về tôn giả, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo ni ấy đang đứng một bên: này các tỳ kheo ni, hãy đi, giờ đã đến. Rồi các tỳ kheo ni ấy sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các tỳ kheo ni ấy ra đi không bao lâu, gọi các vị tỳ kheo và nói: này các tỳ kheo, ví như vào ngày Bồ Tát, ngày 14, quần chúng không có nghi ngờ hay nghi hoặc rằng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt trăng chưa tròn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, dầu cho các tỳ kheo ni ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của Nam Đắc Cá, nhưng tâm trí của họ chưa được thỏa mãn. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Nam Đắc Cá: vậy này Nam Đắc Cá, ngày mai ông sẽ giáo giới cho các tỳ kheo ni ấy với bài giáo giới. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Nam Đắc Cá vâng đáp Thế Tôn. Rồi tôn giả Nam Đắc Cá, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng gấp y, cầm y bát, đi vào Sawatthi xá vệ để khất thực. Sau khi khất thực ở Sawatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, tự thân một mình đi đến ra Chakarama. Các vị tỳ kheo ni ấy thấy tôn giả Nam Đắc Cá từ xa đi lại, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Nam Đắc Cá ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân. Các vị tỳ kheo ni ấy đảnh lễ tôn giả Nam Đắc Cá rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Nam Đắc Cá nói với các tỳ kheo ni ấy đang ngồi một bên: các hiền tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu hỏi. Ở đây những ai biết hãy trả lời biết, những ai không biết hãy trả lời tôi không biết. Nếu có ai nghi ngờ hay nghi hoặc, ở đây ta cần được hỏi như sau: thưa tôn giả, sự việc này là thế nào? Ý nghĩa việc này là gì? Đoạn này bài pháp được lặp lại giống như trên. Chư hiền tỷ, bảy giác chi này do tu tập làm cho sung mãn, tỷ kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc,
sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế Tôn, sau khi các tỷ kheo ni ấy ra đi không bao lâu, Thế Tôn gọi các tỷ kheo và nói: Này các tỷ kheo, ví như vào ngày Bồ Tát, ngài rằng quần chúng không có nghi ngờ hay phân vân rằng mặt trăng là tròn hay mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt trăng đã tròn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các tỷ kheo ni ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của tôn giả Nam Đa Cá và tâm tư của họ được thỏa mãn. Này các tỷ kheo, trong 500 tỷ kheo ni ấy, tỷ kheo ni cuối cùng chứng đạt dự lưu, không còn bị đọa lạc và chắc chắn đạt đến chánh giác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh tượng tọa Pháp Tăng Từ Bi, tượng tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Thượng Sư Nguyên Thông, cùng với chư Tôn Đức. Kính chào với bà cô tu nữ, thân chào với Phật tử. Thì bữa hôm nay mình học cái bài kinh Giáo Giới Tôn giả Nam Đa Cá Giáo Giới Tỳ Khưu Ni, và cái bài học này cũng nói về những cái pháp quán. Và chúng ta hiểu rằng Tôn giả Nam Đa Cá là vị đệ nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni ở trong cái phẩm Người Tối Thắng. Như vậy thì chúng ta biết rằng vì có cái sự thuyết pháp, nhưng mà cũng đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng nhiều về thuyết pháp theo cái cách thuyết pháp của mình, nhưng mà chủ yếu là làm sao để cho những cái người nghe họ có thể nhận định được các cái pháp mà được Đức Phật thuyết giảng, để đoạn trừ những cái lậu hoặc, những cái kiết sĩ phiền não. Thì ở trong cái câu chuyện á, thì chúng ta thấy bài kinh này á, thì nói đến 500 vị tỳ khưu ni. Thì do Di Mẫu Gotami quản chúng và muốn tịnh Đức Thế Tôn ngày giáo giới tỳ khưu ni, và cũng là cái điều luật lệ ở trong cái bộ luật nói về những cái phẩm cách mà vị tỳ khưu đi giáo giới tỳ khưu ni được Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày chế định những cái học giới. Nơi đây thì chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái bài giảng mà Tôn giả Nam Đa Cá đã thuyết giảng cho các cái vị tỳ khưu ni sanh xoay quanh về các cái nội xứ, ngoại xứ và các cái thức, các cái cảm thọ liên quan đến vô thường, khổ, vô ngã, và hướng dẫn các vị tu tập thất giác chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Đó là những cái pháp quán rất là đặc biệt. Thì chúng ta biết rằng đối với hội chúng tỳ khưu ni mà được Đức Phật ngày chấp nhận từ Di Mẫu Gotami, cái hội chúng ni chúng này lần lượt cũng được tăng lên cho đến rất là nhiều. Sau này Đức Phật ngày chế định những cái học giới và làm cho giới tỳ khưu ni bị giảm xuống, đó cũng là cái duyên cớ, đó cũng là cái sự hình thành và cái sự tan rã của các cái hội chúng mà được Đức Phật ngày nói đến, có nhân có duyên, có cái điều kiện. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã dạy Tôn giả Nam Đa Cá đi giáo giới tỳ khưu ni
Và tôn giả nên nói cá sau khi có thực rồi đó thì ngài đi đến cái trú xứ Tỳ Khưu Ni. Và chúng Tỳ Khưu Ni đã thấy tôn giả nên nói cá đã sửa soạn sắp đặt chỗ ngồi và nước rửa chân. Thì tôn giả nên nói cá khi mà đã ngồi yên rồi thì ngài muốn thuyết giảng, nhưng mà ngài muốn có một cái cách vấn đáp. Cái cách vấn đáp này thì chúng ta thấy trong những cái buổi đầu đà cũng có những cái pháp hội vấn đáp như vậy, có nghĩa là một người hỏi và có phải có một người trả lời, và những cái gì hỏi và những gì được trả lời theo như pháp. Thì chúng Tỳ Khưu Ni mà khi được được dự cái buổi pháp thoại bằng cách vấn đáp như vậy thì rất là hoan hỷ. Và khi mà hoan hỷ như vậy đó thì ngày nó đã cá ngày hỏi các vị Tỳ Khưu Ni mắt, mắt là thường hay vô thường? Thường thì nếu mà chúng ta thấy, chúng ta học đó thì chúng ta sẽ thấy dù là mắt nói theo vi diệu pháp đó, nó cũng là sắc thần kinh nhãn. Sắc thần kinh nhãn thì thường thường nó có 19 thứ 8 thứ sắc bất ly cùng với nhọn với bọn mình gọi là bọn bắt thuần và cái bọn nhãn, thì là một cái bọn sắc pháp của mắt. Rồi tai nó cũng có cái lỗ tai đó, thì cái sắc thuần là nhĩ căn, và nhĩ căn đó đó thì nó là sắc, nó là cái sắc nhĩ vật là nằm trong cái lỗ tai chúng ta đó. Và cái sắc đó nó cũng có tám sắc bất ly, và mình chúng ta gọi là cái bọn nhĩ thuần. Như vậy thì chúng ta biết rằng dù là nói như vậy thì chúng ta biết đối với vi diệu pháp đó thì những cái bọn sắc đó, nó sanh diệt khi mà làm việc để thấy cảnh sắc. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người đó thì chúng ta cũng hiểu một điều. Một điều là gì? Chúng ta thấy mắt chúng ta nhìn cái vật gì đó, trước đó một cái cảm thọ, dù là vật đó sau này chúng ta nhìn lại cũng có cái cảm thọ khác. Nên có một điều mà mình để ý đó, mình để ý, mình sẽ suy xét đó. Mình thấy một người mà họ xài một đôi dép hay một cái áo đó, họ thấy cái áo đó đẹp, nhưng mà cũng là cái áo đó, nhưng ngày mai đó họ không có mặc lại nữa, họ không có mặc lại nữa. Như vậy á, thì muốn nói mắt nhìn cái áo đó lúc mình lần đầu tiên á, thì nó đẹp, nhưng mà cũng cái áo đó, nhưng mà nhìn lại đó thì nó không đẹp. Thì chính á, cái thọ đó nó có cái sự sai khác với gì, cái thọ nó liên hệ đến cái sự cái cảm thọ nó sanh lên, và thọ đó nó sẽ liên hệ đến cái sắc tưởng. Cái sắc tưởng đó, đó nó có thể vì mình mặc rồi, hay là mình mang rồi, hay là mình đeo rồi, thì lần sau họ không đeo nữa. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà những vị mệnh phụ phu nhân đó, họ chỉ mang đôi giày đó một lần thôi, mang đôi dép đó một lần và không mang lần thứ hai. Dù là những cái dép hiệu, dù là những đôi giày hiệu, nhưng mà họ không có mang lại lần thứ hai. Thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta thấy tại sao họ không mang lại lần thứ hai, thì chính mắt của họ nhìn cái đôi giày đó và lần sau cũng là đôi giày đó, nhưng họ không còn thích nữa gì. Cái sự hấp dẫn đó nó không còn nữa, và họ muốn một đôi giày khác. Hay là chúng ta thấy một cái áo hay một cái vật gì cũng vậy, thì chính vì cái điểm đó, đó nên mắt nhìn cái cảnh sắc đó, nó sẽ biến hoại, các cái cảm thọ nó cũng thay đổi, chứ nó không có là một loại cái cảm thọ đâu, nó không có. Chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà nói về những người phụ nữ có một cái sắc đẹp rất là đẹp đó. Đối với người mà khác phái nhìn một lần, lần đầu họ mất tự chủ, nhưng mà những người chồng của những người phụ nữ đó, họ nhìn cái người phụ nữ đó hoài đó, thì họ cũng không còn thấy đẹp nữa quý vị, họ không còn thấy đẹp nữa. Họ cái đẹp đó, nó không còn giống như là cái thở đầu tiên mà họ gặp cái người phụ nữ đó, nó không còn giống nữa gì. Cái cảm thọ là vô thường là như vậy. Như vậy á, thì mắt á, mà khi nhìn thấy cảnh sắc á, nó là vô thường,
Bởi vì ở đây nói mắt là thường hay vô thường thì các vị đó trả lời là vô thường. Nhưng mà mắt á, thì vô thường như vậy đó, thì cảnh sắc là sao? Cảnh sắc là gì? Mắt thấy đó, nó cũng vô thường. Như vậy á, thì ở đây á, nói đến liên tục mắt, rồi nói đến tai, nói đến mũi, nói đến miệng, nói đến thân, nói đến tâm. Nên mình gọi là giống như ở trong cái bài học nói về con bò đó, thì giống như là sáu nội xứ giống như thịt bò, sáu ngoại xứ giống như cái da con bò, để bao bọc cái thịt con bò, cái thân con bò. Thì ở đây muốn nói đến khi mà mổ mẻ ra đó, thì mình thấy mắt là vô thường đó, thì như vậy là cảnh sắc đó, cũng là vô thường. Cảnh sắc vô thường là cái gì mà mắt nhìn thấy đó. Nên chúng ta thật sự đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta chịu cái tâm mà tu tập mà có chánh niệm đó, thì chúng ta nhìn cái vật đó chúng thấy đẹp, nhưng mà cũng vật đó nhìn lại lần thứ hai nó không còn đẹp nữa quý vị. Nên thường thường là những cái khu du lịch đó, có nhiều người họ đi một lần thôi, có nhiều khi đi tới lần thứ hai thôi, nhưng mà lần thứ ba nó không còn nữa. Hay là những cái câu chuyện đó quý vị, những cái câu chuyện, bởi vì tai là vô thường, là cảnh thính là vô thường, cũng như một cái câu chuyện mà Bậc Hiền Trí đó, đó cười, kể một câu chuyện cười. Câu chuyện nó kể lần thứ nhất ấy, thì có nhiều nhiều người, tất cả nhiều người đều cười hết, nhưng mà kể câu chuyện ở lần thứ hai thì cái số người cười nó giảm bớt một phần rồi. Kể đó, câu chuyện thứ ba nữa thì lát đác còn có vài người cười thôi, mà nếu kể cái lần thứ tư nữa thì không ai cười nữa hết. Như vậy là cái cảnh thinh mà chúng ta nghe cái câu chuyện chúng ta cười, thì cái cảm thọ mà lúc chúng ta cười như vậy là phải thọ hỷ. Nhưng mà cũng câu chuyện nó kể lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không còn cười nữa, người ta không còn cười nữa gì. Như vậy á, thường thường cái tai chúng ta là vô thường, cảnh thinh chúng ta nghe cũng là vô thường. Vì á, khi mà chúng ta nghe lần đầu đó, thì chúng ta giống như là một cái gì chúng ta thích thú, nhưng mà lần thứ hai đó thì chúng ta không thích thú được nữa. Bởi thường thường chúng ta biết là nhĩ thọ nó sanh ra cái thinh tưởng, cái thinh tưởng á, nhĩ thọ sanh ra cái thinh tưởng, bởi vì thọ là tới tưởng, tưởng á, đây là thinh tưởng. Cái âm thanh mình nghe lần đầu á, thì nó sẽ làm cho mình có cái niềm vui, nhưng mà rồi cũng cái âm thanh đó, nhưng mà lần thứ hai thì mình còn vui nữa quý vị, lần thứ ba thì mình lại coi thường, mình không còn vui nữa, lần thứ tư thứ năm thì mình không thích nghe nữa quý vị. Thật lòng là như vậy. Nên á, lỗ tai là vô thường, cảnh thức là vô thường. Nên chúng ta mà có tu mà có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Với cái trí tuệ thấy cái tai cảnh thinh là vô thường, rồi mũi và cảnh khí đó, mũi là cái lỗ mũi chúng ta, cảnh khí là cái hơi mùi chúng ta ngửi đó. Dù là cái dầu thơm hay là dù cái vật gì đó mà chúng ta ngửi, chúng ta ngửi đó, thì lần đầu tiên được ngửi đó thì chúng ta rất là vui, nhưng mà lần thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi chúng ta không còn cái thích giống như lần đầu nữa quý vị. Nên cái cảm thọ từ tỷ thức á, sanh ra cái khí tưởng đó. Cái khí tưởng có nghĩa là cái gì mà chúng ta ngửi rồi bây giờ chúng ta ngửi lại đó, thì cái thọ đó, cái tưởng đó, nó cũng thay đổi nữa quý vị. Nên nó gọi là vô thường. Nó là gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường á, thì mình có thể nên nói là tôi là của tôi không? Cái gì vô thường là khổ, mà cái gì khổ á, nó là vô ngã quý vị. Nó là vô ngã, nó là do cả cái duyên hợp với nhau thôi, chứ nó không có thật. Và khi ai nói đó là tôi, là của tôi, hay là tự ngã của tôi đó, thật sự đó là một cái cách nói nó không có phải là cái trí tuệ của cái người có cái tỉnh giác, có thấy được như chân như thật. Nói một cách nói gọi là không có quán xét, không có suy tư đấy, không có thẩm sát cái tâm của mình. Như vậy thì chúng ta biết rằng ngài Na Ná Cá, ngài nói tiếp là cái mũi, cái lỗ mũi và các cái hơi mùi, nó cũng là vô thường. Bởi vì cái vật gì mà chúng ta ngửi đó, thì cái tỷ thọ nó sanh ra cái khí tưởng đó, khí tưởng, nhưng mà rồi chúng ta cũng bị thay đổi liên tục của gì. Cái tâm mình thay đổi liên tục, nó cũng không có thích thú gì cái hơi mùi nữa,
lần qua thứ tư thứ năm có thể là nhiều khi, nên nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái loại nước hoa cũng vậy, người ta xài rất là nhiều loại, người ta thích nhiều cái hơi mùi. Như vậy á, thì mới nói rằng cái mũi là vô thường, rồi cái miệng và cái cảnh vị. Cái cảnh vị là thường thường chúng ta nói một vật gì mà chúng ta ăn đó, ví dụ như bữa hôm đó chúng ta ăn chè sữa nước, rồi ngày mai cũng chè sữa nước, ngày mốt cũng chè sữa nước nữa, thì cái bữa đầu chúng ta thấy thích, nhưng mà bữa thứ hai chúng ta thấy nó muốn ngán rồi, mà nếu ngày thứ ba nữa thì chúng ta càng ngán hơn nữa. Nên cái cảm thọ của cái vật thực nó cũng là vô thường quý vị, nó cũng là vô thường. Rồi nó, mình nếu mình nói theo khoa học, nói theo một chút xíu về cái những cái vật chất tóm gót lại đó, thì thường thường chúng ta thấy con người chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có được ăn chè sữa nước đi, thì cái cơ thể chúng ta nói như là thiếu chất đường vậy. Nhưng mà khi mình ăn một bữa là nó đã đắp đủ được rồi, cái bữa thứ hai nó cũng cái loại chè đó mình thấy là mình sợ, nhưng mà cũng là đường đó mình có thể nấu loại khác đó, nó khác chút xíu đó, thì có thể mình ăn được. Chính vì cái điểm đó đó nên chúng ta không có thể nói rằng cái loại chè nào là số 1 hết, tại vì con người khi nếm qua một lần rồi lần thứ hai thứ ba là họ đều sợ hết. Thậm chí có nhiều khi mình nói vui vui chơi là một người nào nói, người nào nói ông chồng mình thích cái món đó, mình nấu riết ông chồng đó thấy muốn ói đó. Đó là như vậy đúng không chị? Cũng tự người đó nói thích, nhưng mà rồi cũng thời gian rồi người đó tự nói ói để không có thích cái đó nữa. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, thì các cái căn cảnh và thức đó cũng có tùy theo rất là nhiều cái điều kiện, nó cũng còn nhiều cái điều khác biệt hỗ trợ nữa quý vị. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái thân chúng ta đó cái cảm thọ từ cái xúc, mà cái do cái thân căn, do cảnh xúc đó, đụng vào cái thân chúng ta đó, thì cái cảm thọ đó nó cũng sanh khởi. Và khi cảm thọ sanh khởi đó, đối với cái cũng là cái máy lạnh, nhưng mà cái mùa nóng đó, thì chúng ta thấy thích. Nhưng mà khi mà cái thân nhiệt chúng ta cao đó, chúng ta thích cái máy lạnh. Nhưng mà khi cái thân nhiệt chúng ta thấp đó, thì chúng ta thấy cái máy lạnh đó, nó thổi giống như là một cái cơn cắt đứt cái thân thể chúng ta vậy. Nó lạnh, chúng ta chịu không nổi, nó đau đớn, nó nhức nhối cái thân của chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy trong người của chúng ta nó cũng rất là lạ quý vị. Cái cảm thọ của cái thân xúc á. Bởi vậy khi mà chúng ta hiểu được nó là vô thường vì nó có nhiều cái điều kiện lắm. Ví dụ mình đi ngoài đó, cái sự vận hành của cơ thể mình, nhiệt độ nó tăng và cái nhịp tim nó tăng đó, thì cái cơ thể mình mồ hôi nó ra. Nhưng mà khi mà mình ngồi yên á, mình ngồi yên hay là mình ngồi yên tĩnh đó, thì cái thân nhiệt của mình nó thấp từ từ. Nên cái máy lạnh á, nó cũng là máy lạnh như vậy thôi, nhưng mà lúc đầu thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Nhưng mà cái cảm thọ từ từ đó mình thấy nó rất là khó chịu, nó kể là đe dọa, thấy mình rất là khó chịu như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái thân căn cảnh xúc cũng vậy. Bởi vì khi thường thường các vị thiền sư hay có đưa cái hình ảnh giới thiệu, một cái hình ảnh mà để chúng ta cảm nhận được đó, là cũng là một cái quạt, cũng là cái quạt, nhưng mà mùa hè nó là một nàng tiên. Nhưng mà cũng là cái quạt đó, nhưng mà mùa đông nó là một cái sự giết hại. Tại vì mùa đông lạnh rồi mà gió nó càng lạnh hơn nữa, nó làm cho người đó lạnh kinh khủng hơn nữa. Nên chúng ta thấy rằng cũng có vật đó, nhưng mà vào cái mùa đó thì tạm thời mình có thể nói nó là số 1. Nhưng mà cũng có vật đó, cũng cái cách đó, nhưng mà vào cái mùa lạnh đó, thì nó lại khác. Lúc mà chúng ta vận hành cái thân thể chúng ta, nhịp tim và cái hơi thở chúng ta nhiều đó, thì nó mát, nhưng mà hồi nữa thì nó trở thành lạnh quý vị. Như vậy á, dù miệng chúng ta và cảnh vị nó cũng thay đổi, cái cảm thọ nó cũng thay đổi. Và khi mà chúng ta biết thọ thay đổi á, thì cái sắc nó cũng là những cái bọn sắc nó cũng sanh cũng diệt, nó cũng thay đổi. Rồi tưởng nó cũng thay đổi quý vị. Cái tưởng, cái vị tưởng trước và vị tưởng sau nó cũng thay đổi. Vị tưởng trước á, thì mình nói ngon, nhưng mà vị tưởng lần sau mình ăn á, thì mình nói nó ớn. Lần thứ ba thì mình nói mình sợ hãi.
Thì cũng cái món đồ ăn đó, nhưng mà cái vị tưởng lần thứ nhất ấy, nó lại khác cái vị tưởng lần thứ hai, và cũng cái vật thực đến những vị tưởng lần thứ ba nó lại khác, quý vị. Bởi vì chúng sanh mà nhận thức được như vậy mới thấy được cái cảnh xúc cũng vậy, cảnh xúc cả thân căn và cảnh xúc là xúc chạm vào thân với chúng ta đó, thì nó cũng đều đòi hỏi rất là nhiều những cái điều kiện. Cũng cái áo ấm đó, nhưng mà lúc lạnh đó mình mặc được, nhưng mà cũng cái áo ấm đó mà lúc mà nóng quá đó mình không có thể mặc được. Mặc vô mình sẽ thấy giống như là sự hành hạ mình vậy. Nên thường thường quý vị thấy một căn phòng kín trong mùa đông á thì nó là ok, một căn phòng kín trong mùa hè mình thấy rất là kinh khủng. Nên cái mùa đông á, cái không khí lạnh nó vô ít á, thì mình thấy dễ chịu. Nhưng mà nếu mà cái căn phòng của mình á, cái hơi lạnh nó vô nhiều quá đó, nó làm lạnh lắm cái thân căn của mình. Bởi vì chúng ta biết lửa nóng lửa lạnh á, lửa nóng là nó thiêu đốt, nhưng mà lửa lạnh cũng thiêu đốt, nên lạnh và nóng nó cũng là lửa theo di diệu pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, là chúng ta hiểu rằng á, cái ngày nên nó cá ngày giáo giới với các vị địa cư đó nói về mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thinh, mũi và cảnh khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, tâm và cảnh pháp. Như vậy á, thì mắt á, thì có nhãn thức sanh khởi, lỗ tai thì có nhĩ thức sanh khởi, lỗ mũi thì có tỷ thức sanh khởi, lưỡi thì có thiệt thức sanh khởi, thân thì có thân thức sanh khởi, và tâm thì có ý thức sanh khởi. Như vậy á, thì nó thay đổi như vậy, nó là vô thường. Mà nó là vô thường thì nó là khổ, mà nó là khổ nó là vô ngã. Vì nó vô thường thì nó thay đổi liên tục, cái gì bị nó thay đổi liên tục, nên mình không thể nói rằng tôi thay đổi. Các cái cảm thọ thay đổi, các cái tưởng thay đổi, xúc tưởng lần trước và xúc tưởng lần sau nó cũng khác, thinh tưởng lần trước và thinh tưởng lần sau cũng khác, khí tưởng lần trước và khí tưởng lần sau cũng khác, vị tưởng lần trước vị tưởng lần sau cũng khác. Rồi pháp tưởng lần trước pháp tưởng lần sau cũng khác. Chính vì cái sự khác biệt đó nên mình gọi là nó thay đổi, nó không có còn giống như lần đầu. Nên khi mà nó có thay đổi như vậy á, là nó là vô thường. Mà nó là vô thường á, thì nó phải là khổ vì chịu đựng. Mà nó khổ á, thì nó là vô ngã. Nó không có nên nói rằng tôi đau hay tôi này kia nọ. Chỉ là những cái cảm giác vô người mình trong cái mùa lạnh, những cái luồng gió thổi vô, cái cảm giác thân thức thọ khổ, mình lạnh quá mình rên. Như vậy á, thì mình hiểu rằng á, cái sự rên của mình á, do thân căn của mình không phải là người chết. Vì tâm thân thức nương vào cái thân căn, trừ trong móng tay và tóc lông, nên khi mà cái cảnh xúc á, là cái lạnh á, nóng á, mình gọi là sắc đại hiển á, nó đụng vào cái thân của mình á, thì lúc bấy giờ mình có cái cảm giác nó lạnh chịu không nổi, lạnh muốn chết luôn. Như vậy chúng ta hiểu rằng nha, khi mà mình nói như vậy đó thì rõ ràng á, sáu nội xứ đó là sáu cái sắc thần kinh, nhãn thần kinh, nhĩ tỷ thiệt thân. Sáu ngoại xứ đó là mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối với cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, mà tâm đối với cảnh pháp. Mà hễ mà nó thay đổi như vậy là nó vô thường, mà nó hở vô thường nó là khổ, nó khổ là nó vô ngã. Như vậy khi mình quán nó như vậy đó thì mình có nên nói là tôi là tự ngã của tôi không? Thì rõ ràng những vị tỳ khu ni á, thì trả lời là vô thường, là không phải là tôi, là không phải tự ngã của tôi. Thì ở trong cái bài học này đó, nói đến nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ý thức, rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhưng mà chúng tôi trình bày thì chúng tôi muốn nói mắt á, thì nó phải có cảnh sắc. Bởi vì thường thường mình học vi diệu pháp đó, thì mình nói rằng hai tâm nhãn thức á, bắt cảnh sắc nhất định. Nhất định là khi nào mà tâm lộ nhãn thức sanh khởi á, thì có hai tâm nhãn thức, đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện và nhãn thức thọ xả quả thiện. Nên nó gọi là nhất định với cái tâm nhãn thức đó. Tâm nhĩ thức á, thì có hai tâm sanh vào cái
ở nơi nơi nhĩ thức đó, là nương vào nhĩ căn nó nhất định đó, đó là hai tâm nhĩ thức nương vào nhĩ căn nhất định. Bắt cảnh thinh, cảnh thinh là cái âm thanh mình nghe bất cứ một cái loại âm thanh nào khi mình nghe như vậy. Rồi tỷ thức đó, là bắt cảnh khí, là hơi mùi, hơi mùi, hơi mùi nó bay vào lưỡi của mình. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy tất cả những cái cảnh khí đó với cái tỷ thọ, hay là đối với cái khí tưởng đó, là tưởng sanh khởi đó, thì nó cũng đều là thay đổi. Nên cái hơi mùi lúc mình ngửi lần đầu đó, và cái hơi mùi cũng là cái hơi mùi đó mình ngửi lần sau, và lần sau nữa cũng khác với nhau. Như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì nó là sáu cái nội xứ và sáu cái ngoại xứ, nó luôn luôn đó, nó luôn luôn thay đổi như vậy, nó luôn luôn thay đổi như vậy, thì nó đều là gì? Hoại khổ, khổ khổ, hành khổ. Bởi vì khổ nó có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ đó, là cái khổ đó nó biến hoài, nó biến hoài. Các cái cảm thọ, các cái sắc và các cái tưởng, hay là các cái tâm nhãn thức nhĩ thức, nó cũng thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục. Nên cũng chính cái món ăn đó mình nói thích, nhưng mà rồi cũng chính món ăn đó mình thấy ghét quá. Cũng cái câu những cái câu nói, nhưng mà trước đó thì mình nói ngon, nhưng mà sau đó thì mình nói mình ớn. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng cái sự vô thường đó đó được Đức Phật ngài nói rõ ràng với cái danh và sắc của chúng ta, đối với thân và tâm chúng ta nó là như vậy. Nên thường thường quý vị thấy chúng ta không có ăn một cái gì mà ăn hoài, và chúng ta cũng không có mặc cái gì mặc hoài. Chúng ta mặc thì chúng ta muốn mặc loại đồ này đồ kia, nó cũng tùy theo mùa nóng mùa lạnh mùa mưa, nó cũng có như vậy. Nên nhiều khi những cái mùa lạnh đó, thì mình phải tìm những cái loại để ngăn gió, hoặc là những cái loại giày ấm. Nhưng mà mùa hè đó, thì mình không có dám đụng đến những loại giày này, và mình chỉ mặc những cái loại mỏng mà nó thoáng hơi để nó đỡ hầm, đỡ nóng, đỡ đổ mồ hôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nha, đối với thân của chúng ta, đối với cảnh xúc hay là tâm đối với cảnh pháp đó, thì nó cũng biến hoại nơi đây đó. Mà một cái vị thánh đệ tử thấy được như vậy, và ngài đưa ra cái hình ảnh để tiếp tục mà trình bày đó, thì ngài hỏi chư hiền tỷ, như vậy thì có người nói đó, cái ngọn đèn dầu đó, ngọn đèn dầu là vô thường hay vô thường? Thì các vị đó trả lời: ngọn đèn dầu vô thường, tim cũng vô thường, dầu cũng vô thường, ánh sáng cũng vô thường. Như vậy có thể nào nói rằng dầu vô thường, này kia nọ vô thường, nhưng mà ánh sáng nó thường hằng không? Nếu mà trả lời như vậy có hợp lý không? Là một ngày muốn nói rằng sắc gồm vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức mình có thể nói nó thường không? Bởi thường thường quý vị thấy người ta thường thường nói cái thấy nó thường hằng, nhưng mà thật sự nó không phải. Nếu mà nói cái thấy thường hằng là một cái tâm nhãn thức á, là bắt cảnh sắc là đúng. Mình hiểu nó tâm nhãn thức á, nó bắt cảnh sắc nhất định là đúng. Nhưng mà nói cái nhãn thức nó sanh một thứ, một cái cảm thọ, một cái tư tưởng như vậy hoài, nó cũng không đúng. Nên nơi đây nó cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ đó quý vị. Nên có nhiều khi á, một số kinh sách mà người ta nói, người ta viết đó, người ta cũng nói mắt là ánh sáng, hay là mắt thấy là thường. Người ta đưa ra hình ảnh ví dụ một người nhìn sông Hằng đó, lúc mà còn trẻ, và bây giờ già mình nhìn sông Hằng cũng thấy thường như vậy. Nhưng mà thật sự đó, ở trong cái bài kinh này cho chúng ta biết cái sắc á, là muốn nói đến cái trẻ và già. Ví dụ mà trẻ lúc 80 năm trước mình nhìn sông Hằng, và 80 năm sau đó mình già, thì mình nhìn sông Hằng đó thì mình thấy vẫn thấy 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 sông Hằng vậy thôi. Nhưng mà thật sự cái tâm nhãn thức mình muốn nói đến thức nó cũng vô thường quý vị, chứ không phải là sắc vô thường. Mình già là trẻ nó già, hay là già nó mờ, thấy nó mờ. Nhưng mà thật sự ra mình cũng thấy, nhưng mà cho rằng cái thấy đó là thường hằng thì nó cũng đúng.
Bởi vì tâm nhận thức thấy, nhưng mà tâm nhận thức nó cũng vô thường, chứ không phải là sắc vô thường hay là cảm thọ vô thường. Ví dụ như có nhiều người họ đưa ra cái lập luận, nhưng mà cái lập luận đó chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm, vì cái lập luận nó không hoàn toàn giống như cái bài kinh giáo giới của Nanh Đá Cá, giáo giới thì cô ni, và không giống như những cái lời dạy của Đức Phật. Ngài nói hễ sắc vô thường thì thọ vô thường, thọ vô thường thì tưởng vô thường, tưởng vô thường thì hành vô thường, hành vô thường thức vô thường. Như vậy cái thấy của tâm nhãn thức nó cũng vô thường, nhưng mà cái tâm nhãn thức thấy cảnh sắc là nhất định, bởi vì tâm nhãn thức chỉ thấy thôi. Cái tâm nhãn thức nó không có nghe, hay là tâm nhãn thức nó không có ngửi, tâm nhãn thức nó không có đụng. Như vậy đó, thì cái tâm nhãn thức nó chỉ thấy cảnh sắc, nhưng mà nhãn thức nó cũng phải thay đổi liên tục, chứ không phải có một cái thấy thường hằng. Nên trong đây đó, Ngài Nanh Đá Cá, Ngài có nói đó, một vị thánh đệ tử đấy, một cái đèn dầu đó, dầu cháy nó lưng từ từ, gọi là vô thường, chịu sự biến hoại. Rồi tim á, là bất á, là vô thường, vì tim nó cháy là nó cũng tan than, dù là có dầu nhưng mà nó cũng tan bạn một phần nào đó từ từ từ. Cái tim đó nó sẽ biến dạng từ 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 từ, và nó không còn hút dầu nữa. Nên người ta thường thường người ta gạt cái cục tim đó, cái cháy này nó đóng, người ta gạt qua thì đứt cục đó, rồi cái tim nó chạy sáng lên lại. Chúng ta thường thường thắp đèn dầu chúng ta biết như vậy. Như vậy á, thì dầu vô thường, tim vô thường, nhưng mà có thể nào ánh sáng là thường không? Nếu mà ai có nói ánh sáng là thường, không có sự chịu, không chịu sự biến hoại, nói như vậy có chân chánh không? Thì các vị thì cô ni nói như vậy là không có chân chánh. Nhưng mà muốn nói ở đây đó là chúng ta hiểu sắc đó là vô thường. Ví dụ như chúng ta còn trẻ đó, chúng ta nhìn cái cây đi, rồi 80 năm sau chúng ta cũng nhìn cái cây, chúng ta thấy, thì có người nào nói rằng thấy là thường hằng, nhưng mà cái sắc nó vô thường. Nên thường thường quý vị biết những điểm dị biệt á, mà trong Phật giáo cũng có nói vấn đề này. Có nghĩa là có nhiều cái lập luận đó, họ cho là sắc thọ nó vô thường nhưng mà thức nó là thường. Điều này nó không có chính xác quý vị. Hệ sắc á, là cái thân của chúng ta. Mắt chúng ta thì nó có lúc mà trẻ thì nó sáng, nhưng mà lúc gì già thì nó mù mờ. Tai cũng vậy quý vị, lúc trẻ mình nghe nhưng mà lúc về già nó hơi mù mờ, âm thanh nó không rõ. Nhưng mà sắc pháp thì nó biến đổi rồi đó. Nhưng mà rồi cái cảm thọ sao? Cái cảm thọ nó cũng biến hoại luôn. Cái cảm thọ lúc mà chúng ta nghe cái bản nhạc lần đầu đó, và những cái cảm thọ sau thì chúng ta nghe cái bản nhạc đó, nhưng mà nó không có giống như cảm thọ lần đầu chúng ta nghe bài nhạc đó đâu quý vị. Cái tâm nhĩ thức đó nó có cái cảm thọ, nhưng mà cái cảm thọ đó nó có thể là một cái thọ mà thường thường chúng ta hiểu rằng cái thinh tưởng đó nó có một cái điểm cũng là vô thường, là khi mình nghe rồi mình nghe lại lần thứ hai thì những cái thinh tưởng nó cứ trôi đi như vậy. Nên lần thứ hai là nó bớt hấp dẫn, lần thứ ba nó bớt nữa, lần thứ tư là mình không muốn nghe nữa, hay là mình nghe ta kể nữa mình nói nhảm. Nhưng mà cũng câu chuyện đó kể lần đầu thì mình nghe mình vui cười, lần thứ hai thì cũng còn mỉm mỉm, lần thứ ba là mình không thích cười nữa, cái câu chuyện đó mình nghe rồi. Thì cái thinh tưởng nó là như vậy quý vị, cái đúng là cũng là vô thường, nó cũng biến hoại như vậy. Cái hành đó thì các cái xúc hay là tư hay là tầm tứ đó, trong 13 sở hữu biến hành nó cũng là hành quẩn, mà nó cũng là vô thường. Thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng. Còn xúc là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó, thì những cái sở hữu kia đó nó là thuộc về hành quẩn, thì nó cũng vô thường. Hễ nó nương vào cái thọ quẩn mà thọ quẩn nó vô thường thì cái hành quẩn cũng vô thường, và cái thức quẩn cũng vô thường. Như vậy nếu mà ai nói rằng cái đó là thường hằng đó, thường trú đó, thì nói như vậy là không phải là nói một cách chân chánh. Như vậy thì Ngài Nanh Đá Cá, Ngài muốn nói cho các cái vị Tỳ Khưu Ni đã nghe và đưa ra hình ảnh thí dụ nữa. Có một cái cây lớn có lõi, có thân cây lớn đứng thẳng có lõi, với cái rễ là vô thường, chịu sự biến hoại,
với cái thân vô thường, với cái cành lá vô thường, với cái bóng cây vô thường chuyển hoại. Nhưng mà có ai đó nói rằng cái cây nó sẽ hư, nhưng mà cái bóng nó không có bị biến hoại. Cái bóng mát là thường còn, là thường trú, thường hằng, không có chuyển hoại. Như vậy có hợp lý không? Cũng giống như là sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, nhưng mà thức là thường, thức là thường, thấy là thường hằng, nghe là thường hằng, ngửi là thường hằng. Cái đó là một cái lầm lẫn quý vị. Cái đó cái lầm lẫn, tại vì thường thường quý vị biết rằng mình khi mình học cái chỗ ví dụ pháp có nói đó, tâm nhĩ thức là nghe cảnh thinh, đúng, tâm nhĩ thức chỉ bắt cảnh thinh thôi. Nếu mà cái lỗ tai mình không có điếc thì lần trước mình cũng nghe là cảnh thinh, lần thứ hai cũng là cảnh thinh, lần thứ ba cũng là cảnh thinh, mình nghe là cảnh thinh thôi. Tâm nhĩ thức sanh lên là để nghe cảnh thinh thôi. Tâm tỷ thức sanh lên để ngửi cái hơi mùi là cảnh khí. Tâm thiệt thức là nếm cái vật thực ở trên lưỡi chúng ta. Nhưng mà dù tâm trước tâm sau đó, nó cũng là cái sự sanh diệt. Nhưng mà thường nói đó, cái tâm thiệt thức bắt cảnh vị nhất định. Bởi cái tâm thiệt thức là đồ ăn mà để lên lưỡi mình lúc nào thì cũng có tâm thiệt thức nó bắt cái cảnh đó thôi. Nhưng mà nếu mà ai đó nói rằng cái hơi, cái vị, cái mùi vị đó là thường hằng thì nó cũng không có hợp lý. Tại vì hễ mà cái vật thực đó đó nó chịu cái sự tác động của những cái cơ cấu phân tử ở trong cái loại bánh trái này kia nọ đó, mình hay là dầu thơm gì đó, nó lúc mà nó kết cấu mà mình gọi là nó chưa còn cái thời gian mà bảo hành đó, hay là thời gian chất lượng đó, nó quá thời gian thì nó biến biến chất đi. Thì khi mà còn cái thời gian đó là nó còn cái sự kết cấu. Nhưng mà quá thời gian thì cũng hơi mùi đó, nhưng mà nó trở thành những cái mùi thúi ngược trở lại quý vị. Ví dụ chúng ta thấy mắm nêm mà nó tôi gọi là mắm nêm quá đắt đó, nó cũng là loại mắm đó, nhưng mà thời gian thì nó biến thành cái mùi rất là khó chịu. Nó không còn cái mùi mắm mà mình thấy nó thơm nữa, mà nó trở thành cái mùi mắm nó thúi. Thì nó không còn, mình gọi là nó không còn trong cái thời gian mình giống như là bảo hành, bảo trì trong thời gian mà nó còn còn chất lượng. Thời gian nó biến dạng, nó không còn chất lượng nữa. Thì nó cũng như vậy quý vị. Như vậy thì Ngài muốn nói đến cái hình ảnh của cái bóng cây, cái cây và cái bóng cây. Nhưng mà ai có nói rằng cái bóng cây đó thường hằng thì cũng không có thể nào là thường hằng. Và Ngài đưa ra cái hình ảnh ví dụ giống như con bò vậy đó. Nói con bò, nhưng mà khi mình phân ra hết đó, thì không thấy còn con bò nữa quý vị. Mình lóc xương ra để riêng, mình hỏi có phải con bò không, cũng không phải. Lóc thịt ra riêng, rồi gân, rồi ruột gan, phèo phí, rồi sừng, răng, rồi này kia nọ, phân ra từng phần, hỏi có cái nào là con bò không, hoàn toàn nó không có gì là con bò hết. Thì ở đây Ngài có thí dụ, cái thí dụ giống như là cái sáu ngoại xứ và sáu nội xứ, giống như cái thịt con bò và cái da con bò. Khi da con bò nó bao trùm lại cái thân con bò thì mình là con bò. Nhưng mà khi mà mình lóc ra hết rồi, cũng da đó mình bọc lại, nhưng mình không có nói con bò nữa. Mình không có nói con bò nữa, không còn là con bò nữa. Bởi ảo tưởng của người ta đó, nhìn vào nói rằng tôi. Nhưng mà khi mà nói mắt có phải tôi không, lỗ tai có phải tôi không, mũi có phải tôi, miệng tôi, thì chúng ta phải trả lời điều là không hết á, không hết. Nhưng mà gộp lại thì mình gọi là tôi, gọi là tôi. Như vậy thì cái duyên hòa hợp đó, để có tâm nhãn thức hay nhĩ thức hay tỷ thức á, thường thường mình học cái tâm nhãn thức sanh khởi là do mắt, do cảnh sắc, do nhãn thức, do ánh sáng, vậy do sự chú ý. Mình tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh á, tác ý với cảnh sắc á, thì tâm nhãn thức sanh lên, thành lộ lộ nhãn môn. Còn khi mà tác ý mình ở lỗ tai mình nghe cảnh thinh á, thì cái tâm nhĩ thức cảnh thinh khoảng cách sự chú ý có nhĩ thức nương vào nhĩ căn để nghe cảnh thinh. Như vậy những cái điều kiện đó, đó mình gọi là những cái nhân duyên hòa hợp. Và như vậy đó thì Ngài Na Nất Cá Ngài nói với các vị tỳ khưu ni đó, giống như con bò, người ta là con bò, nhưng mà mình phân ra hết như vậy thì không thấy con bò nữa. Bây giờ mình cột nó lại,
lấy da bọc nó lại, mình cũng không nói con bò, không còn con bò nữa. Thì cũng như vậy, ở đây này các hiền tỷ, ví như thịt là đồng nghĩa với sáu nội xứ, chứ chư hiền tỷ da ở ngoài đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Chư hiền tỷ dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong đồng nghĩa với dục khỉ và tham. Có nghĩa là những cái kết cấu lại đó, mình gọi là tôi đó, mình thấy vậy là vì mình thích cái tôi đó là do cái dục khỉ và cái tham, chứ không có gì ở ngoài cái đó hết. Rồi cái này chư hiền tỷ, con dao đồ tể giết bò sắc bén đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Muốn nói đến cái tuệ, nó phân ra từng loại như ruột, gan, rồi bao tử, rồi mắt, rồi da, rồi thịt, gân, xương, ý mật đàm, hoành cách mô, lá lách, ruột non, ruột dài vậy đó. Thì cái con dao đó nó phân ra từng loại, cắt ra từng loại, nó đồng nghĩa với cái thánh trí tuệ. Thánh trí tuệ cắt đứt, cắt đoạn, cắt tuyệt nội cái phiền não, nội kiết sử, nội thiền phược. Nội ở đây là phía bên trong quý vị. Mình cho rằng mình vui, mình buồn, mình thương, mình nhớ, mình giận, mình hờn, mình mập, mình ốm, thì đó là những nội kiết sử. Ngoại kiết sử là mình thấy như là nhà của mình, mình nói nhà của mình, rồi vàng bạc của mình, con trai, con gái, vợ con, quốc gia, lá cờ, đất nước, rồi cây cối, rừng rậm, núi non của mình, của mình. Thì đó là nội kiết sử hay là ngoại kiết sử. Thì cái gì bên trong á, mình gọi là nội kiết sử, nội phiền não, nội triền phược. Vì dục triền đó, dục triền hay là ái triền, thì những cái đó nó cột trói mình lại. Như vậy á, thì muốn nói đến những cái nội nội phiền não hay nội kiết sử á, là mình chấp phía bên trong. Ngoại kiết sử hay là nói những kiết sử đó nó nương ở bên ngoài hay là bên trong, nội hay ngoại xứ, nội xứ, ngoại xứ, đó là muốn nói đến những cái gì mà mình chấp thủ thôi quý vị. Chấp thủ mình cho nó là như vậy, như vậy. Thịt gân xương, dây khớp xương, rồi mình cử động được, mình nói tôi vui, tôi buồn, tôi mập, tôi ốm, tôi thương, tôi ghét, tôi thích, tôi không thích, thì đồng nghĩa dục khỉ và tham thôi. Chư hiền tỷ có bảy giác chi cần tu tập làm cho sung mãn bảy giác chi. Vị tỳ kheo đoạn tận những cái lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí, với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thế nào là bảy. Vị tỳ kheo tu tập niệm giác chi là mình phải có chánh niệm tỉnh giác, niệm phân biệt ra. Thí dụ mình niệm niệm về mắt hay cảnh sắc hay nhãn thức, nhãn xúc hay nhãn thọ, sắc tắc tư, sắc tầm, sắc tứ, hay là mình mắt mình nhìn thấy á, thì mình phân biệt ra cái này là nội xứ, cái này là ngoại xứ. Nội xứ là mắt, ngoại xứ là cảnh sắc. Như vậy nội xứ là lỗ tai, ngoại xứ là cảnh thinh. Nội xứ là lỗ mũi, ngoại xứ là cảnh khí. Như vậy mình với cái niệm giác chi đó, mình ghi nhận từ phần như vậy. Và tất cả những cái sự ghi nhận đó là niệm giác chi đó, thì y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tại vì Đức Phật nói rằng tất cả các pháp lấy ly tham là tối thắng. Như vậy thì mình y và viễn ly cái sắc, viễn ly cái thọ, viễn ly cái tưởng, viễn ly cái hành, biển ly cái thức, ly tham, ly tham ở trong mắt, ở trong cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ. Như vậy á, thì mình y biển ly, y tham, y đoạn diệt. Đoạn diệt có nghĩa là không có làm cho nó sanh khởi nữa, không dành sanh khởi tham nữa, hướng đến từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ những cái gì kiết sử lậu hoặc, từ bỏ nó, tới như vậy. Như vậy á, thì Đức Phật nói rằng niệm giác chi là điên, rồi tu tập trạch pháp giác chi. Niệm giác chi như vậy, trạch pháp là mình biết hay là mình hiểu biết đó, mình có cái trí tuệ. Trạch pháp ở đây là sở hữu trí tuệ. Có trí tuệ biết được mắt nè, biết được cảnh sắc, biết được tập khởi của tham từ nơi mắt, từ nơi nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, rồi người ta chấp thủ những cái chấp thủ đó
đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. Nếu mà người nào từ bỏ thủ, không có đưa đến sanh hữu trong tương lai, với trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân, biết rõ cái sự tập khởi, biết rõ con đường đó, biết rõ cái đạo lộ đưa đến cái sự đoạn diệt đó, đó là đạo đế, diệt đế là niết bàn, chấm dứt cái tập đế lòng tham, diệt trừ cái khổ đế luân hồi. Như vậy á, thì một cái người mà có trạch pháp giác chi đó, hiểu được cái những cái trí tuệ này đó, thì cũng y vào viễn ly, y ly tham, y tịch tịnh, hướng đến cái sự từ bỏ. Có nghĩa là cái trạch pháp giác chi đó cũng như vậy, không có chấp thủ gì hết. Rồi tu tập tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi là mình tu tập quán tưởng, mình bệnh đó, thì mình cũng mình đi xa mới về, hay đi xa chuẩn bị đi xa, hay là bệnh mới hết, là hay là chuẩn bị bệnh, hay là đói khát gì đó, mình phải có cái sự tinh tấn nỗ lực, tinh tấn giác chi để tu tập. Nhưng mà tinh tấn giác chi này cũng y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến sự từ bỏ. Như vậy á, thì tu tập hỷ giác chi này á, hay là tu tập khinh an giác chi, làm cho cái tâm mình khinh an, cái thân mình khinh an. Tu tập định giác chi. Định giác chi là mình tập trung ở trên danh sắc, trên tam tướng, ở trên ngũ uẩn này. Tu tập định giác chi để cho nó cái tâm nó đừng tán loạn. Định giác chi là định vào cái định tư cụ. Như vậy á, là tu tập mình có cái chánh niệm tỉnh giác, có cái chánh định, không có tán loạn tâm, làm không có làm cho tâm phân tán, và tập trung tâm vào các cái đối tượng, cái giác quan, và thấy được cái sự thay đổi vô thường, khổ vô ngã. Như vậy là cái tu tập thứ bảy là tu tập xả giác chi. Tại vì cái xả giác chi đó thì quý vị biết, mình không có ôm ấp, mình thấy được, mình cũng không có gì sợ hãi. Bởi vì cái xả giác chi là muốn nói đến cái khuynh hướng mà mình thản, mình thẩm thấu, chứ không có vụng về, hay là không có bồng bột, không có nông cạn, mà thẩm thấu với các cái pháp xả giác chi đó, thẩm thấu đối với các pháp, và không có cái tâm rung động sợ hãi hay là chấp thủ, mà bị nó thấy các cái pháp hiện tượng nó là như vậy, nó sanh khởi là như vậy, nó đoạn diệt là như vậy. Như vậy á, thì tu tập xả giác chi đó cũng y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến sự từ bỏ. Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ mạng nghi tà kiến, hay là từ bỏ sắc thọ tưởng hành thức, để mình có thể là thấy được cái sự sanh khởi trong tương lai. Nếu mình không có đoạn diệt cái tham đó, thì mình sẽ thành tựu cái chấp thủ trong tương lai và sanh hữu trong tương lai. Hễ mà sắc sanh khởi thì thọ sanh khởi, tưởng sanh khởi, hành sanh khởi, thức sanh khởi. Vì mình là người ngũ uẩn thì ngũ uẩn sanh. Như vậy thì mình hiểu rằng cái thân ngũ uẩn kiếp này có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nếu mà làm người nữa đó, thì cái thân ngũ uẩn của kiếp sau cũng sắc thọ tưởng hành thức, mà nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nếu sanh ở cõi dục thì cũng sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy thì mình quán xét như vậy đó, mình thấy 80 năm việc này mình phải làm lại. Ví dụ 80 năm từ lúc nhỏ mình phải học hành, rồi phải thi cử, rồi phải phấn đấu công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất, rồi mình chết đi sanh trở lại, mình tiếp tục làm chuyện này nữa. Thấy cái chuyện này nó thật sự là nó buồn tẻ, nó sợ hãi, nó bất an. Mình thấy nó tại vì cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Như vậy á, đó là một cái điều mà mình hiểu rằng mình mà được làm người trở lại cũng là cái tâm thiện để cho mình tái sanh làm người, quý vị. Chứ đừng nói cái tâm khác, nếu mà sanh làm súc sanh, sanh vào địa ngục, sanh vào ngã quỷ, sanh vào A-tu-la, thì những chúng sanh đó là lý không có cái trí tu tập, mà giống như cái người tam nhân đâu, quý vị, không có thể đạt được thiền định đạo quả. Chỉ thoáng suy nghĩ được những cái hiện tượng của những cái sắc thôi, chứ không có thể nào chuyên tâm tu tập để sanh lên những cái tuệ, trong những cái tuệ siêu thế đâu, quý vị.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng tôn giả Nanda Cá khi giáo giới rồi đó, thì chư thì cu ni đã trả lời rồi, thì đến giờ thì mới nói các thì cu ni hãy hãy trở về trú xứ, mình trở ngài trở lại trú xứ. Và sau đó Đức Phật ngài cũng yêu cầu tôn giả Nanda Cá thuyết lại cái bài pháp này nữa. Thì như vậy nên Đức Phật ngài biết các vị thì cu ni này tu tập cái này, nhưng mà càng tu tập đó càng thuần thục, và càng tu tập đó càng hiển lộ. Bởi thường thường chúng ta biết rằng giống như bây giờ nói là một cái người tu tập vậy đó, hay là một cái vị tỳ khu nhập hạ đó, cái tháng đầu và cái tháng cuối đó cái tâm bị dao động, nhưng mà cái yên tĩnh nhất cái tâm đó, là cái tháng giữa. Cái tháng đầu vì mình đi tìm cái trú xứ để mình nhập hạ, rồi khi mà cái tháng cuối đó, gần ra hạ thì mình suy nghĩ mình đi chỗ này chỗ kia, nên cái tâm mình nó cũng không giống như là cái tháng giữa. Cái tháng giữa tâm yên tĩnh, cũng giống như nói đến 14 á, cũng có trăng, nhưng mà trăng lúc bây giờ nó chưa tròn và nó chưa cực rỡ ánh sáng, nhưng mà trăng ngày rằm á, thì nó sáng toàn diện. Các vị đi đó nghĩ rằng cũng nhận diện được nội xứ ngoại xứ, cũng tu tập nội xứ ngoại xứ, nhưng mà cái sự tu tập này cần tiếp tục. Bởi thường thường quý vị thấy cái tâm thiện làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc thì tâm đạo tâm quả mới sinh khởi, và cái tâm thiện nó phải được lặp lại liên tục, liên tục. Giống như mình thấy một cái người tu quán mà tu liên tục như vậy đó, thì cái sự tu tập liên tục nó giống như cỏ cây vậy quý vị. Cỏ liên tục thì nó sanh ra lửa, vậy quán liên tục ở trên cái thân ngũ uẩn này, quán liên tục trên các cái nội xứ ngoại xứ này, quán liên tục trên các cái tướng vô thường khổ vô ngã, và tu tập bảy cái pháp giác chi để liên tục, lúc nào cần để chỉnh đốn lại. Thường thường quý vị biết rằng bảy cái giác chi này đó, được tu tập được làm cho sung mãn, nó không có chống trái lẫn nhau, như là ngũ quyền hay là ngũ lực vậy đó. Tính lực thì có cái tuệ lực, tấn lực thì có cái định lực, niệm lực là giống như là cái người đánh xe, rồi hai con ngựa bên đây hai con ngựa bên kia, làm sao mình cho những con ngựa nó lành với nhau. Thì các vị tỳ khu ni cũng được nghe lại lần nữa, và cái sự nghe lại lần nữa đó quán xét theo cái cách vấn đáp y như vậy nữa. Rồi các cái vị tỳ khu ni này đó nghe lần thứ hai đó thì lại chứng ngộ được đạo quả a la hán, cái vị mà thấp nhất cũng là dự lưu, không còn đọa lạc nữa. Như vậy thì chúng ta biết rằng đức Phật đó, ngài biết tôn giả Nanda là vị tỳ khu đã phát nguyện với chân Đức Phật quá khứ để trở thành vị đệ nhất về giáo giới tỳ khu ni, nên hiện tại đó thì ngài cũng thuyết pháp vấn đáp, nhưng mà cái thời thuyết pháp trước đã thuyết, và Đức Phật ngài cũng nói tôn giả Nanda cả hãy thuyết lại cái bài pháp như vậy, cũng như vậy thôi. Nhưng mà tâm những vị tỳ khu ni đó sẽ đưa tâm và sẽ quán chiếu tường tận và sẽ đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta hiểu cái tâm thiện đó, chúng ta tu tập và chúng ta biết rằng cái tâm thiện thì chúng ta cần phải làm cho nó liên tục. Cũng như một cái người mà tu tập thiền quán phải tu tập liên tục, nên Đức Phật nói rằng người đó có thể trong 7 tháng, trong 7 năm, rồi 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, rồi đến 10 tháng, rồi 9, 7, 8, 5, 4, 3, rồi tới 1, tới 10 ngày, tới có thể là trong 1 ngày có thể đắc chứng được. Thì cái người đó khi mà tu tập đó thì họ tu tập liên tục như vậy đó, thì cái sự cọ sát giống như mình cọ cây, đến một lúc mà nó đủ sức đó, thì lửa nó phát sinh. Lửa nó cũng không nằm ở trong cái cây, nó cũng nằm không nằm ở cái thanh cọ, nhưng mà do cái sức nóng lửa nó sẽ lan xanh lên. Cũng như vậy khi một người tu tập tâm thiện đó, mà liên tục nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó, thì tâm đạo tâm quả sanh lên. Nếu người đó quán mà quán liên tục theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ nói đó, thì nếu mà tu tập liên tục như vậy đó thì có sẽ chứng một trong ba. Nếu mà một trong những cái thánh quả tu được quần tư đà hàm an hàm, có thể chứng đắc được một trong những cái thánh quả đó, có thể chứng đắc được đạo quả a la hán với cái sự tu tập, tùy theo cái sự tu tập nỗ lực, tùy theo cái duyên lành
tu tập trong quá khứ của những vị này nữa, những vị này sẽ đạt được cái kết quả. Như vậy thì ngài Nanh Đắc Cá ngài trở thành đệ nhất vị giáo giới Tỳ Khưu Ni. Như vậy chúng ta hiểu rằng ở trong Tỳ Khưu Ni đó thì tôn giả Nanh Đắc Cá là thuyết giảng và Tỳ Khưu Ni đắc đạo quả được nhiều nhất, nên được Đức Phật ngài dạy là tôn giả Nanh Đắc Cá là đệ nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni, có nghĩa là mang lại cái lợi ích cho Tỳ Khưu Ni trong cái sự chứng ngộ với cái pháp thoại của mình đó, thì đạt được kết quả cao, nên được Đức Phật ngài tặng cho cái danh hiệu là đệ nhất về giáo giới Tỳ Khưu Ni. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay đó thì tôi nghĩ rằng các vị nghe và cũng cần có sự đóng góp của quý ngài, nên con xin chấm dứt cái buổi giảng thuyết bớt bấy nhiêu là trình bày trong cái bài kinh giáo giới Nanh Đắc Cá, ngày giữa Nanh Đắc Cá giáo giới Tỳ Khưu Ni. Bằng phước nào phát sanh được kính dân lên quý ngài, chư quý vị xin hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ thượng đẳng và thỉnh thượng tọa đẳng điều hòa phần thảo luận. Thượng tọa Phật đẳng, học bạch thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có nghe được không? Và nếu thượng tọa tiểu sư đang ở trước ngoài, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nhập vật mà thì tôi từ xưa có cái câu này nó tương đối là nó cũng hơi nó không phải thú vị về cái ý nghĩa bài kinh ngày hôm nay, nhưng mà thứ nhất thượng tọa có nghĩ là nếu một người đọc sơ câu chuyện này đó, họ cảm thấy tôn giả Nanh Đắc Cá là một vị a la hán, là một vị thánh tăng đã đoạn phiền não, nhưng mà tại sao mà ngài không có tự tại, tại sao mà còn ngại ngùng, bởi vì ngài cũng quan sát thấy rằng một số lớn các vị tỳ kheo ni ở bên chùa bên đó là người ở trong những kiếp trước là những người vợ của ngài, thì cái sự ngại ngùng đó chúng ta hiểu như thế nào trong trường hợp của vị a la hán, xin cái thỉnh ý kiến từ tòa và thỉnh từ tòa. Xin lỗi quý vị, chúng tôi có cái thói quen chưa có quen được, đã cầm mic sẵn sàng nhưng mà khi nghe hỏi dứt câu hỏi là chúng tôi bấm ngay cái chỗ buông mic xuống thay cầm mic lên. Xin lỗi quý vị, chắc là chúng tôi phải luyện tập cho nó thuần thục mới được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu chúng ta đọc ngay trong chú giải đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là khỏi cần phải trả lời, là bởi vì không phải là ngài không có tự tại, không phải là ngài ái ngại hay là ngày mắc cỡ gì. Nhưng mà ở đây trong chú giải thích như thế này, khi ráng được nghe rằng những vị tỳ kheo ni ấy kiếp trước là những phi tần Uroka Ahesum, những phi tần, khi mà ngài tiền thân của ngài, của trưởng lão đó, trưởng lão Nanh Đắc Cá là vua cai trị quốc độ Champudipa, quốc độ Diêm Phù Đề, thì trưởng lão với Poppe Niwasa Niwasa Nhana Nhanena, trưởng lão với cái Túc Mạng Minh, Tăng Karanang Nyatva, tức là biết được cái lý do đó, biết được cái sự kiện đó, ngài đã suy nghĩ
có những vị tỳ kheo cũng đạt được túc mạng minh, những vị tỳ có vị tỳ kheo khác anh nhô phi cú đắc được túc mạng minh sanh tử minh, vị đó thấy ta ngồi giữa hội chúng tỳ kheo ni này thuyết pháp, đưa ra những thí dụ và những lời đối đáp. Khi nhìn thấy như vậy thì họ sẽ suy nghĩ: tôn giả Nandaka ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay già quá chắc đi qua xa, cho đến ngày hôm nay mà vẫn chưa dứt bỏ được phi tần, chưa dứt bỏ được các phi tần. Và tôn giả được vây quanh bởi các phi tần ở trong thính đường đó, các vị sẽ suy nghĩ như vậy. Quát tập bằng mày nhảy giả tiếp là các vị ấy sẽ có nghĩ tưởng như vậy, có thể nói như vậy. Và chính vì cái lý do đó ngài không có muốn đi giao giới thuyết pháp. Thì vậy chúng ta nghe cái chuyện quá rõ ràng, không phải là vì ngài mắc cỡ hay là ngài e ngại cái gì. Ngài là bậc lậu tận thì không còn có phiền não mãi mai nào hết, nhưng mà khổ nổi cho những ai mà họ nghĩ đến. Thí dụ như những vị tỳ kheo khác mà đắc được túc mạng minh hay sanh tử minh, mà vị đó là vị a la hán hay là vị thánh a na hàm tư đà hàm vân vân, rồi vị đó mới kể lại cho tăng chúng nghe. Rồi trong tâm chúng có những vị tỳ kheo mà họ phàm phu, họ sẽ suy nghĩ như vậy, họ sẽ suy nghĩ như vậy. Cái này chúng ta đừng có nói nó đùa, làm sao mà phi tần khó dứt bỏ được. Các vị tỳ kheo ni này đó thì các vị đó cũng có duyên lành chứng a la hán ngay trực tiếp hiện tại, ít nhiều thì các vị tỳ kheo đi đó cũng có cái tâm xuất gia, dầu rằng ngay trong lúc đó chưa chứng được đạo quả, nhưng mà các vị sẽ tôn trọng tôn giả Nandaka như là một vị trưởng lão giao giới cho họ. Thì cái điều này chúng ta cũng nên chú ý chút xíu. Thì kính thưa quý vị, là trong trường hợp này khi mà chúng ta đọc xong chú giải đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài chỉ vì lòng bi mẫn đối với những vị tỳ kheo khác, khi mà vị đó nói đùa như thế hay là có cái sự suy nghĩ khinh thường như thế, thì trong trường hợp này sẽ không có lợi ích cho họ, mà trái lại có hại. Bởi vì ngài đang là bậc lậu tận, ngài đã là bậc lậu tận thì không nên có bất cứ một cái tư tưởng nào liên hệ tiếp tục mà gán ghép cho ngài được. Như chúng ta thấy là công tử Surya ở tại Savatthi, mà công tử đó gặp ngài Mahakachana mà khởi lên một cái ý niệm: ồ, vị này đẹp trai quá, vị này đẹp trai quá. Gái phụ nữ nào mà lấy được ngài làm chồng thì chắc sung sướng hạnh phúc lắm. Khởi lên tư tưởng như vậy đó, gán ghép như vậy đó, thì tự nhiên là phải biến thành nữ nhân đến nỗi mà phải bỏ qua bên xứ Takasila để mà lánh nạn, thưa quý vị. Thì cho nên
Những vị A-la-hán bao giờ cũng vậy, làm gì, nói gì, suy nghĩ gì thì các vị cũng đều có cái tâm bi đối với chúng sanh. Ngài có cái sự suy xét trước sau, rồi Ngài mới làm, thận trọng mới làm. Ngài làm cái gì cũng thận trọng, nói cái gì cũng thận trọng, suy nghĩ cái gì cũng thận trọng. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bụt Thầy Già. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Dạ, sa thú kính trình Thượng Tọa Tự Sư. Bạch Thượng Tọa Tự Sư, Thượng Tọa Quan Hỷ chia sẻ thêm một cái suy tư của Thượng Tọa. Trong bài học ngày hôm nay có một cái thí dụ của ngành Nam Đắc Khắc, và thí dụ đó rất có lợi lạc cho cái sự tu tập của chúng ta. Ngài thí dụ về một cái cây, cái bóng cây. Yeah. Cái cây thì có thân cây, rồi cành, rồi nhánh, lá. Và cái thân cây đó, cái cây đó tạo nên cái bóng cây. Mà nếu cái thân cây á mà nó vô thường thay đổi á, thì cái bóng cây nó cũng phải vô thường thay đổi. Dạ, không thể nào có cái chuyện mà thân cây mà không mà thay đổi mà cái bóng nó không thay đổi hết. Dạ, không có vô thường hoại. Thì ngài mới nói một nhân cái thí dụ đó, đó thì ngài mới nói rằng nó sáu nội xứ và sáu ngoại xứ thì nó vô thường, nó vô thường biến hoại. Thì sáu nội xứ ngoại xứ vô thường biến hoại, thì làm sao mà những cái cảm thọ mà không vô thường biến hoại được? Thì bạch sư tổ tiên siêu khi thì động cái thí dụ giữa cái cây và bóng cây, giữa cái bản chất và hiện tượng, nó liên hệ với nhau thế nào, ảnh hưởng thế nào, thì thượng tọa có thể giải thích thêm là phải chăng là do vậy người phật tử hay là người con phật, người tu tập á, nên quan sát thấy rõ cái bản chất của quẩn xứ giới đấy, có phải như vậy không? Xin kính thưa thượng tọa tiểu sư quan hệ trở lại. Đồng Bồ Thầy và kính bạch trừ Tùng Đức, kính thưa quý vị. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng khi mà nói đến cái cảm thọ do duyên sáu ngoại xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này tôi có cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, phi lạc. Cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Các này các hiện tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? Thì ở đây thưa quý vị, khi mà ngài đề cập đến vấn đề cảm thọ do duyên sáu ngoại xứ mà đưa ra đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu là ngài thí dụ về cái bóng cây, nếu như nói là do duyên sáu nội xứ mà có cảm thọ, thì sáu nội xứ đó nó thuộc về sắc, và cảm thọ này thuộc về danh. Còn do duyên sáu ngoại xứ
Thì ở đây là cũng là sắc, nhưng mà sáu ngoại xứ đó nó lại duyên cho cảm thọ, không phải là vật tiền sanh duyên, mà nó bằng cách là cảnh duyên Aramanapacaya. Thì như vậy ở đây ngài đưa cái thí dụ về cây đó, thì chúng ta thấy rõ là cái cách khéo của ngài. Cách khéo của ngài là như thế nào? Tức là vì ở trong cái bài kinh, chỗ cái đoạn kinh này đó, là chỉ nói đến, nếu có ai nói sáu ngoại xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này mà phát sinh cảm thọ lạc, cảm thọ khổ bất lạc, cảm thọ ấy, nếu mà nói rằng cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại, thì có chân chánh không? Ngài chỉ giảng như vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái câu trong cái câu hỏi thảo luận thì Thượng Tọa lại đưa sự nối lên sự liên hệ giữa nội xứ ngoại xứ đối với cảm thọ. Vì vậy cho nên chúng tôi phải giải thích thêm về cái vấn đề nội xứ nữa. Vị nào mà có đọc trong đoạn kinh này thì cũng hoan hỷ là chúng tôi đang trả lời cái câu thảo luận 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng. Bởi vì quả thật cảm thọ nó phát sinh lên, nó vừa do duyên ngoại xứ mà vừa duyên nội xứ nữa, cho nên chúng tôi phải nói cả hai, mặc dù trong kinh nói có một thôi, trong kinh văn chỉ nói có một cái ngoại xứ. Cây ở đây đó, cái cội đây đó, ví dụ như là sắc quẩn và thọ, ở đây là thọ quẩn, nó tiêu biểu cho tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Bởi vì thọ không thể phát sinh một mình được, mà nó phải có tưởng hành thức. Như vậy là cái dịch ở trên như vậy là để chúng tôi kiểm tra rồi trong cái phần Bali sao nó không quan trọng, thưa quý vị, nhưng mà mình nghĩ mình cũng hơi quan ức một chút, tại vì chúng tôi đọc cái phần trên. Cái phần trên thì trong cái bản dịch, cái phần trên tức là cái phần câu hỏi đó, cái phần câu hỏi, cái chỗ mà bắt đầu cảm thọ tùy thuộc vào căn cảnh thức nên cảm thọ cũng vô thường, khổ đau, vô ngã đó, thì phần trên chúng tôi thấy chỉ ghi có ngoại xứ à. Để chúng ta xem có cái kinh văn Pali, kinh văn Pali.
Đúng rồi thưa quý vị, ở trong kinh băng Pali thì vẫn có sáu nội xứ, sáu nội xứ. Ở trong kinh văn thì có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ luôn. Như vậy thì do cái bản dịch ở đây cho nên nhưng mà thôi chúng ta bỏ qua cái nội xứ ngoại xứ đó đi, chúng ta gom chung lại. Bởi vì trong kinh văn Pali nó cũng có cái điểm sai thưa quý vị. Cái điều sót sót. Câu hỏi thì ngài đề cập đến do duyên sáu nội xứ. Nhưng ngài đưa lên cái thí dụ xong rồi thì ngài nói sáu ngoại xứ. Khi mà ngài hỏi đó, này các hiền tỷ, như vậy thì các hiện tỷ nói gì? Chắc khô mê ở chát thì ca ai cho tận na anh đi cha dành cho khô ở chát thì ca ai cho tận nê và tí chát và tí sang quê đi sức khăn qua đúc khăn qua đúc khăn mát sức khăn qua đi chăng thu quăng sát tăng quý bà rít nam thầm bàn tí. Thì cái, trong cái câu hỏi thì ngài hỏi về và nói là này các hiện sáu nội xứ này là vô thường do duyên sáu nội xứ mà cảm thọ khổ thọ lạc thọ phi khổ phi lạc phát sanh thì các hành tỷ các vị có bị nói rằng là thọ khổ thọ lạc phi khổ vị lạc đó là thường là vĩnh hằng là tồn tại không có sự biến đổi, nói như vậy nó có nói một cách chân chánh không? Đó cái câu hỏi thì ngài đưa vậy. Nhưng mà khi ngài trả lời đó thì sau khi ngài đưa cái thí dụ về cỏ cây đó xong rồi ngài nói ê qua mê qua khô phát phát cái này vô vô nút khô ê quan qua đây giá chát khô mê ba hi ra a chát tà na a đi cha dành cho khô chát ba hi re a chát tà nê và tết chát và tết sang quê đi sức khăn qua đúc khăn qua đúc khăn sức khăn qua tăng ni chăng thu quăng sát sự tăng vân vân. Thì ở đây đó ngài đưa lên hai trường hợp
sáu ngoại xứ với sáu nội xứ. Nhưng mà ở đây nếu mà đọc cho kỹ trong nguyên văn đó, thì khi mà Ngài hỏi về cái vấn đề đại cái hiện tỷ sáu ngoại sáu nội xứ là vô thường, và do duyên sáu nội xứ mà khổ lạc phi khổ phi lạc nó sanh khởi, nó thọ tưởng cảm giác, thì này cái hiện tỷ người mà nói rằng thọ ấy là thường còn bền vững, người ấy có nói một cách chân chánh không? Nô hệ tâm hệ tê không thương không bạch ngài. Tăng kích sa hi tú vì sao vậy? Bạch ngài, vì do duyên. Cái gì do duyên vô thường thì cảm thọ mà phát sinh do duyên ấy thì nó cũng phải là diệt do duyên, phải diệt do duyên, cho nên hỏi là diệt. Sa thú sa thú pháp kinh lý, pháp kinh lý vô lần thai này cái hình tỷ. Như vậy là một vị thánh đệ tử đã thấy thấy như như thật với trí tuệ. Rồi ngài mới nói ví như xây nhà tha biết, ví như một cái cội cây lớn, ngài thí dụ cái trường hợp này là cội cây lớn. Rồi ở sau đó ngài mới hỏi cái câu tiếp. Này cái hình tỷ, sáu cái ngoại xứ này là vô thường, dựa vào sáu ngoại xứ đó mà thọ, mà cảm thọ lạc khổ phi khổ phi lạc. Có người họ nói rằng thọ ấy là thường, vân vân. Vậy người đó có nói một cách chân chánh không? Samma dukkho so phakadiyo vada vadamano vadayati no hay tâm hành tê không một ngày. Tại sao? Rồi với vị Tỳ kheo ni cũng trả lời như vậy đó. Từ ngài mới đưa cái thí dụ kế tiếp là một người giết bò thiện nghệ, một người giết bò thiện xảo, hay là đệ tử người giết bò đó, vân vân. Như vậy thì cả hai trường hợp này thì Thượng Tọa Giáo Đẳng đã gom lại hai trường hợp. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng là ví dụ về cái bóng của cây đó, chúng ta thì ở đây cái thân cây là ví dụ như sáu nội xứ sáu ngoại xứ, nó thuộc về sắc, và cái bóng của cây ví dụ như thọ là danh. Như vậy danh và sắc nó có sự liên hệ với nhau, nó sự liên hệ với nhau, liên hệ như thế nào? Ngoại xứ đối với các cảm thọ thì nó liên hệ bằng cách là nó làm cảnh duyên, nó làm cảnh duyên sắc thinh khí vị xúc. Khi mà nhãn thọ
nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thì thọ đó khởi lên do mắt thấy cái sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân. Và thọ quẩn đó, danh quẩn đó, có sự liên hệ với nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân. Vì nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ do duyên nhãn xúc, khi mà nó sanh khởi thì sanh nương ở đâu? Nó nương vào con mắt, nó nương vào nhãn xứ. Cũng vậy, nhĩ thọ nương vào nhĩ xứ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ nương vào tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Nương vào cách nào? Là năm sắc vật: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm sắc vật đó nó làm chỗ nương cho tâm, cho danh quẩn, trong đó có cảm thọ, bằng cách là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất liên, bất ly duyên. Nó có sự liên hệ nhau như vậy. Cho nên cái thí dụ này thì Ngài chỉ thí dụ ở khía cạnh là hễ bóng cây do nương vào tàn cây, thân cây mà có, thì tàn cây, thân cây nó vô thường biến hoại, thì cái bóng cây nó cũng sẽ biến hoại mất đi. Cũng như thế nào thì thọ tưởng hành thức nó nương vào nơi nội xứ ngoại xứ mình đã sanh khởi, mà nội xứ ngoại xứ là vô thường biến hoại, thì thọ tưởng hành thức danh quẩn này nó cũng phải vô thường biến hoại. Ngài cho thí dụ thế đó. Còn ở đây trong cái câu hỏi, câu thổ đường hai, thì hỏi cái sự liên hệ giữa nội xứ ngoại xứ với cảm thọ, thì chúng tôi mới đưa ra, chúng tôi mới dùng duyên hệ để mà giải thích cho vấn đề này. Chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận như vậy. Nam mô Bụt Thầy, kính thỉnh thượng tọa đặng trở lại. Sa-thu kính trình ngài thượng tọa. Thưa quý vị, chúng tôi muốn đặc biệt mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ hai cái thí dụ, mà hai thí dụ này hết sức là đặc biệt của Ngài Lanh Đắc Ca. Thí dụ thứ nhất á, là về cây đại thọ và cái bóng cây. Hễ cái cây mà nó vô thường thì cái bóng nó cũng phải vô thường. Không thể nào mình nói rằng cái cây mà nó rụng lá, nó hoa tàn lá rụng mà bị nhánh gãy mà cái bóng nó vẫn giữ nguyên trạng, chuyện đó không có. Thì chúng ta phải hiểu rằng nó có sự liên hệ giữa hiện tượng và bản chất. Dạ, bản chất nó thay đổi thì hiện tượng phải thay đổi. Không thể nào nói rằng cái hiện tượng bên ngoài mà cái bản chất nó thay đổi, hiện tượng nước yên. Và đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao chúng ta cần học về quẩn xứ giới đế, để chúng ta học về cái bản chất. Dạ, cái bản chất của các pháp. Thì học về bản chất các pháp thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những cái hình thái ở bên ngoài nó không thể không thay đổi được. Và cái thí dụ thứ hai rất là quan trọng, mà thật ra hết thì giờ rồi, chúng tôi chỉ muốn nói nhanh gọn và mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ. Ngài nói rằng nếu có một người đồ tể, tức là người mà làm lò sát sanh đó, mà họ giết một con bò rồi họ cắt con bò ra thành từ nhiều mảng khác nhau, rồi bây giờ họ gom tất cả những cái lại, họ bỏ trong cái bao, và họ nghĩ rằng khi mà gom lại vô trong một cái bao á, mà trả lại cái nguyên trạng của con bò thì không có được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta đã đi sâu vào trong cái thế giới gọi là cái bản thể, cái bản chất, ở đó chúng ta thấy đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì sắc kinh khí bị xúc á, mà chúng ta càng đi sâu nữa thì chúng ta không thể trở lại, nó sẽ giảm tiểu đi cái
cái chấp ngã. Và cái chấp ngã nó rằng ở trong đó mắt là ngã, bản ngã, tai là bản ngã, mũi là ngã, hay là chúng ta nói sắc là bản ngã, sắc là của ta, thọ của ta, tưởng của ta. Một khi mình đã đi sâu vào thế đó rồi đó, thì mình thấy rằng à, nó là như vậy. Cũng như là người ta đã chặt, đã làm con bò ra nhiều khúc đó, thì không thể nào có một cái chuyện mà bỏ trong cái bao và con bò, bỏ chung một cái bao và con bò trở lại. Thì cái thí dụ này được nói đến cho một vị mà đã thực sự sống và quan sát, xóa tan đi cái ảo giác. Dạ, cái ảo giác. Cũng như hồi xưa chúng ta nghe nói là có những người họ nói rất là dốc, họ nói là bên Liên Xô đó là có một cái hệ thống sản xuất rất là tối tân. Họ bỏ một con bò vô từ ở cái công đoạn đầu tới công đoạn cuối thì nó ra những cái thịt hộp. Dạ, những thịt hộp. Và họ nói chưa hay, rồi họ bỏ tất cả những thịt hộp vào trong đầu này thì nó đi ngược lại đầu kia đó. Nó gọi là reverse thì sẽ ra con bò. Thì chừng đó không có được. Thì ở đây là một hai cái thí dụ này, chúng tôi thưa quý vị là rất là lợi lạc để chúng ta học, rất là lợi lạc để chúng ta nhớ là hiện tượng và bản chất luôn luôn có liên hệ với nhau. Các cảm thọ luôn luôn có cái liên hệ với sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ vô thường thì bảo rằng cảm thọ thường hằng thì không có. Và chuyện đó không có. Và đồng thời, ngoài cái vô thường này cũng nói đến cái vô ngã. Là một khi mà chúng ta đã đi sâu vào trong cái thế giới của cái bản chất là đây là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý đề sắc tinh khí vị xúc và sự tương tác giữa nội xứ ngoại xứ rồi, thì chúng ta không thể nào tìm thấy ở đó một cái ngã. Và một khi đã đi vào thế đó, thật sự hiểu, thật sự thấy, thật sự lãnh hội, con bò đã giết rồi, đã thành nhiều mảnh rồi, gom một mảnh là để vô trong cái bao, thì cái bao đó không thể nào mà trở thành con bò nữa. Và lý do mà ngài Đanh Đá Cá ngài lựa chọn cái hình thức phân đáp này thì thứ gì rất là quan trọng. Chính ngay cả Đức Phật mà khi ngài giảng về vô ngã tướng đó, thì ngài cũng vẫn sử dụng hình thức phân đáp, không phải là hoàn toàn nhưng mà một số đoạn. Tại cái hỏi và cái đáp đó, nó là một chất xúc tác cho cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải trả lời, phải tập trung, phải suy niệm, và suy nghĩ một cách chính xác, và nhờ vậy chúng ta hiểu vấn đề. Đây là một bài pháp rất có lợi cho người tu tập. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thừa hưởng được cái lợi lạc, không phải là một bài pháp mà đã quá xưa dành cho các vị tỳ kheo ni cái đây hơn 25 thế kỷ mà ngày hôm nay chúng ta đọc lại. Nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm và chịu khó áp dụng thì vẫn có rất nhiều lợi ích. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Kutadama. Và kính trưng chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Và ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái chương trình của giáo trình Thắng Pháp Abhidhamm do chúng tôi đảm trách. Xin đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Nhà sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy những giáo pháp, những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để cho toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Và xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cấp bậc hữu ân đồng thứ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kim chim bu sa la ka mang.